Ngày 14 tháng 3, thông tin từ Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị đang củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về an toàn giao thông tại lễ hội áo dài Hoa Cúc Biển Cửa Lò 2023. Đáng chú ý là trong đó có dàn xe hộ tống các người đẹp đi tham quan, chụp ảnh. Trước đó, chiều ngày 11 tháng 3, tại thị xã Cửa Lò, Ban tổ chức lễ hội áo dài Hoa Cúc Biển Cửa Lò 2023 bố trí câu lạc bộ mô tô thị xã Cửa Lò đưa các thí sinh đi tham quan, chụp ảnh một số địa điểm trên địa bàn. Trong đoàn xe có một số ô tô Jeep chở nhiều thí sinh không đúng với quy định, vi phạm an toàn giao thông. Bước đầu, cơ quan chức năng xác minh có 5 phương tiện vi phạm ở các lỗi: chở quá số người quy định, xe hết kiểm định nhưng vẫn lưu thông, không đầy đủ các giấy tờ liên quan. Trước đó, một số tài khoản Facebook đăng tải hình ảnh về một đoàn xe được cho là hộ tống dàn thí sinh tham gia cuộc thi người đẹp dạo phố. Các người đẹp mặc quần đen, áo phông trắng, đứng trên xe Jeep có treo cờ nước ngoài, bên cạnh dàn mô tô khủng hộ tống. Điều khiển xe Jeep là những người đàn ông mặc trang phục rằn ri. Nhiều người cho rằng những hình ảnh này là không phù hợp vì đây là hoạt động của cuộc thi lễ hội áo dài. Đây cũng là sự kiện mở màn cho chuỗi các hoạt động văn hóa nhằm chào đón năm du lịch Cửa Lò 2023.